chơi. Tự cho cái kỹ xin anh ơi. Cho rõ mặt mấy anh em. Bởi vì lên TV à. Lò quá trời. Cái gì lò?
chương trình nhân đạo.
trong trở tổng vắng. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng Thái Bạch, chư tôn hòa thượng Thánh Minh tổ chức chúng con được thành kính cung đông và giới thiệu sự hiện diện chứng minh của hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Toàn, ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng đã về chứng minh. Chúng con được thành kính cung đồng và giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Trí Viên, phó trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự giáo hội Phật giáo, đồng giới thiệu năm nữ Phật tử các giới đã về tham dự lễ tiễn đưa cố chân linh ni sư Trú Quang. Chư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức hòa thượng chư huynh, kính bạch chư tôn đức ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, ni sư Thích Nữ Huệ Oan trụ trì chùa Hòa Xuân, do niên cao ni sư đã thuận thế vô thượng thao thần viên tịch vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2020 nhằm ngày 6 tháng 10 năm Canh Tý tại chùa Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, trụ thế 84 năm, hạ lạc 31 năm. Tang lễ của ni sư được sự chứng minh của chư tôn đức ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng và môn đồ pháp viếng, được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2020 nhằm ngày 6 đến ngày 10 tháng 10 năm Canh Tý tại chùa Hòa Xuân, được thập phần viên mãn. Ban tổ chức tang lễ xin chân thành cảm tạ và tri ân Hòa thượng Thích Từ Tánh, ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Thiện Toàn, ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Trí Viên, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Huệ Chính, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Cẩm Lệ, Hòa thượng Thích Cửu Thiện, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Cẩm Lệ. Nhị vị thượng tọa chức lệnh, thượng tọa chủ giám và hội đồng kinh sư, ban trị sự, ban tăng sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, phân ban đặc trách ni giới, chùa Linh Sơn Pháp Ấn và tổ đình Linh Quang tỉnh Khánh Hòa. Xin chân thành cảm ơn ban tôn giáo thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, công an quận Cẩm Lệ, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, công an phường Hòa Xuân. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng, các ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi và hết lòng hỗ trợ cho ban tổ chức lễ ban hoàn thành công tác tổ chức tang lễ ni sư được thành tựu viên mãn. Xin chân thành cảm ơn và niệm ơn chư tôn đức tăng ni trụ trì các từ viện, tỉnh xá, tỉnh thất, niệm Phật đường, các đạo tràng, ban hướng dẫn gia đình Phật tử, quý vị tinh trưởng các đơn vị gia đình Phật tử trong và trong thành phố Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ đã đến phúng viếng cầu nguyện và trợ duyên giúp cho tăng lễ của ni sư được thành tựu tốt đẹp. Trong suốt thời gian cử hành tang lễ, dù ban tổ chức đã hết sức cố gắng để trang nghiêm đọc tràng và cung tiếp chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni cùng quý liệt vị quan khách, nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ sót. Kính mong chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni và liệt quý vị niềm tình hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau lời tổng tà của đại đức phó ban tổ chức, ban tổ chức và ban đồ pháp quyến chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Từ Trí Hạ Viên Quan Lâm chân linh đài cử hành lễ pháp cảnh. Thank you.
là chỗ cấp cao rồi. Tôi quay hết anh cái đứng đó phải không? Từ chợ nó tới dưới kia tới, chợ sang hết lên xe rồi bắt đầu có làm. Anh bỏ dùng cái anh bỏ dùng cái mũ bảo hiểm này, mũ cái gì? Mũ bảo hiểm mà. Anh đang đi ngõ một xe đi còn biết đi ngõ đó hả? Đây 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 ra trước đi anh, ra trước đi. Được chưa thắng được chưa?
sao được không? Ok à? Đâu, đâu. Chủ quá đẹp, qua xe tăng luôn, tới xe tăng. À, tầm lại mà. Đâu, tao quay ngược nè. Tao quay ngược nè. Quay ngược hả? À, tao quay lui lại phía xa. Đâu, chạy tới cái đoạn đây, nó bắt đầu tao quay ngược lại, cái bắt đầu nó lên 6 viên cái đoạn. Đấy. À. Cánh biển đây kìa. À, để về ghét. Thank you.
mình sang những con đi chứ đâu. Thank you.
Oh.
về lại trên linh đài để đảnh lễ chân linh Bố Thí Chư, sau đó ở lại chỗ từ dùng cơm chay A Di Đà Phật đảnh lễ chân linh Bố Thí Chư. Quý vị chúng con hai bên để cho đạo tràng Phật tử vào đảnh lễ Thí Chư A Di Đà Phật. Thank you.